Thưa quý vị, hoàn cảnh phức tạp của dịch bệnh đã thôi thúc tinh thần dấn thân phụng sự của những người con Phật, tin Phật và sống theo hạnh Phật, nhằm giúp đỡ được nhiều những phận người kém may mắn trong lúc thành phố Hồ Chí Minh gặp phải bạo bệnh. Hơn 70 ngày qua, bếp ăn từ thiện Từ Nguyên, quận 4 chưa một ngày ngừng đỏ lửa để nấu những phần cơm yêu thương gửi đến các y bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Phần cuối chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Khi tình thương hóa tình thân. Đứng trước những khó khăn thách thức, sự đe dọa về tính mạng do dịch bệnh COVID-19 gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh, tình thương, sự đùm bọc giữa người với người, tinh thần từ bi chia sẻ của Phật giáo càng khắc họa rõ nét. Khi hơn 70 ngày qua, bếp ăn từ thiện Từ Nguyên, quận 4, chưa một ngày ngừng đỏ lửa để nấu những phần cơm yêu thương gửi đến y bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Nhằm thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội và tâm thư của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, các thành viên Hội từ thiện Từ Nguyên đã cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện chương trình bữa cơm yêu thương chia sẻ đến bà con trong dịch bệnh. Cái chương trình bữa cơm yêu thương đến cho các y bác sĩ, các bệnh nhân ở các bệnh viện đang điều trị COVID và các khu cách ly. Tới ngày hôm nay là ngày thứ 72, bắt đầu từ ngày 14 tây tháng 7 thì bếp giờ từ cơ sở 1 là tại chùa Từ Nguyên về số 79 đường Nguyễn Hữu Thọ này, thì tất cả trên 150 thành viên đang ở trong bếp này là ăn ở tại chỗ, không được tiếp xúc ra bên ngoài để đảm bảo được dinh dưỡng được 5K và đảm bảo được sức khỏe của mọi người thành viên ở trong bếp và an toàn cái thực phẩm cho đến các bệnh nhân, đến các y bác sĩ. Kể từ khi thành phố Hồ Chí Minh ban hành và áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Đại đức Thích Minh Phú, Chủ tịch Hội Từ thiện Từ Nguyên, đã dời bếp ăn từ chùa Từ Nguyên, quận 4, về tại số 79 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè để thuận tiện cho hoạt động nấu hàng chục ngàn suất ăn mỗi ngày. Tại đây, các thực phẩm và nguyên liệu phục vụ cho bếp ăn được cung cấp đầy đủ, vệ sinh, tươi sạch để chế biến các bữa ăn dinh dưỡng phù hợp. Sau rất là nhiều cái thời điểm là dịch bùng phát, thì Thơ cũng là một chủ của một doanh nghiệp. Thì khi mà thấy dịch bùng phát thì với cái tâm nguyện của mình là rất nhiều y bác sĩ cũng như là người dân ở những khu cách ly họ cần có những suất ăn và cần được sự hỗ trợ. Vì vậy là khi mà biết bếp ăn Hội Từ thiện Từ Nguyên quận 4 thành phố Hồ Chí Minh á, thì Thơ gia nhập để mà cùng đồng hành với tất cả các bạn tình nguyện viên ở đây để hỗ trợ trong cái công cuộc nấu ăn giúp cho đồng bào tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tụi em tới đây cũng là mục đích là thiện nguyện. Tụi em cũng suy nghĩ cũng như là những cái người mà đang bệnh nhân F0, F1, những người nằm trong bệnh viện giã chiến đôi lúc trong đó có người nhà của mình, nên mình tình nguyện xung phong làm được điều đó. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài, tới nay đã hơn 70 ngày trực chiến tại bếp ăn. Nhiều tình nguyện viên đã phải xa gia đình, gạt bỏ hết những sinh hoạt, thú vui thường ngày của bản thân để lao vào công việc nấu ăn, thiện nguyện. Cứ đều đặn mỗi ngày, từ 2 giờ sáng đến 23 giờ đêm, hơn 100 chư tăng Phật tử tình nguyện viên tại bếp ăn Từ Nguyên vẫn luôn tất bật với việc phân chia, sơ chế, cắt gọt hàng tấn thực phẩm rau củ quả để nấu cơm, đem đi phân phát tại những bệnh viện và cho những bà con gặp khó khăn. Mỗi ngày có từ 10.000 đến 20.000 suất ăn được trao đi. Để giúp nhiều bệnh nhân no bụng, ấm lòng, nâng cao sức khỏe, cần tăng số lượng và chất lượng các suất ăn, cũng đồng nghĩa với áp lực của các thành viên bếp ăn tăng dần lên. Thế nhưng, dù là vất vả đến đâu thì mọi người đều hết sức yêu thương và thấu hiểu tình thương giữa các thành viên trong bếp ăn với nhau và tình thương với những người dân gặp hoạn nạn trong dịch bệnh lần này dường như không còn đong đếm đo lường được nữa, mà đã
hóa thành bình thân. Tụi em ở đây làm việc từ lúc 2 giờ khuya cho tới khoảng 10 giờ tối. Bếp ăn hàng ngày ra khoảng mười mấy ngàn phần, có đi đến 30 mấy ngàn phần. Thì ở đây làm việc rất là cực, nhưng mà được cái là mọi người rất là thương nhau. Vì mình giúp được cơm cho mỗi người á, ở bệnh nhân á, các bệnh viện dã chiến này tụi em rất là vui, rất là cố gắng. Hai vợ chồng mình thì bà xã mình đang làm trong ngành y tế, thì bà xã cũng đã đi chống dịch trong vòng khoảng 70 mấy ngày rồi. Và bản thân mình cũng là đi tình nguyện luôn. Vì vậy là con của mình, là mình có một đứa con thì mình cũng gửi ở bà ngoại ở Lâm Đồng để hai vợ chồng yên tâm mà có thể tham gia hỗ trợ trong cái công tác chống dịch lần này. Sau công đoạn nấu nướng hoàn thành, các suất ăn sẽ được tập trung tại một điểm cố định và được tình nguyện viên đến nhận phân phối tới các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố, theo số liệu đăng ký cập nhật trước đó. Chư Tăng và Phật tử tham gia nấu ăn cũng buộc phải theo phương án 3 tại chỗ là làm tại chỗ, ăn tại chỗ và ở tại chỗ. Ngoài ra, các thành viên cũng sẽ được test nhanh COVID-19 sau mỗi 3 ngày và test bằng phương pháp RT-PCR sau mỗi 5 ngày nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ban đầu thì gia đình em cũng rất là lo lắng, nhưng mà sau khi mà em nói cho mẹ biết là ở đây chúng tôi rất là được an toàn, tại vì có tụi em được test COVID hàng ngày á, rồi được hỗ trợ các y tế nè, rồi các được chăm sóc rất là tận tình, thành ra là gia đình cũng rất là an tâm. Chúng tôi cũng nhắn nhủ mọi người ráng cố gắng giữ sức khỏe, ăn nghỉ, giữ gìn 5K cho thật kỹ để chúng ta quyết tâm cùng chính phủ nhà nước là dẹp được cái đại dịch COVID này, để cho người dân Việt Nam chúng ta sớm được an vui và được hạnh phúc như những ngày bình thường hơn. Dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm sẽ chia đùm bọc của những người thân thương với nhau, khi tình thương hóa tình thân đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, một nguồn năng lượng tích cực và niềm tin chiến thắng đại dịch.